11 sự thật phũ phàng vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống. Vì thế bạn hãy chấp nhận đi nhé. Cố gắng sửa chữa, gượng ép một mối quan hệ là chuyện cực kỳ vô nghĩa. Những lời thề hẹn chỉ có thời hạn trong khoảng thời gian ngay lúc nó được nói ra mà thôi. Còn về lâu về dài, có rất nhiều yếu tố khiến ước hẹn đó bị phá vỡ. Trong một mối quan hệ, điều thường xảy ra chính là một người chỉ biết yêu và một người chỉ quen với việc được yêu. Khi về già, cô đơn là cảnh bạn không thể tránh khỏi. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho điều ấy. Không ai có thể mãi trẻ khỏe như hồi 20 được, đây là điều chắc chắn. Người ta lợi dụng bạn vì bạn không biết tôn trọng chính mình. Có đôi khi, những người thân thiết nhất lại là người khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất. Sẽ có những người thông minh hơn, trẻ trung hơn và hấp dẫn hơn bạn. Càng ngày, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhàm chán. Vấn đề của bạn là của bạn, chẳng ai buồn quan tâm đâu. Cuộc sống vốn không có cái gọi là mục đích, tự bạn sẽ phải tìm ra nó.